Thừa Thiên Huế cho phép quán ăn, nhà hàng tăng công suất phục vụ dịp Tết. Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thừa Thiên Huế được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép tăng quy mô, công suất phục vụ khách hàng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân buôn bán, làm ăn, mưu sinh dịp Tết nguyên Đán 2022. Chiều ngày 19 tháng 1, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất về việc cho phép các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống tăng công suất phục vụ khách hàng để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân buôn bán, làm ăn, mưu sinh dịp Tết Nguyên đáng nhâm dần 2022. Theo đó, các các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh gồm nhà hàng, quán ăn, quán cà phê được hoạt động tối đa 50% công suất, thay vì điều kiện chỉ được phục vụ không quá 20 khách hàng trong cùng một thời điểm như thời gian qua. Mặc dù quy mô, công suất phục vụ được phép tăng thêm, nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cơ sở kinh doanh, Dịch vụ ăn uống trên địa bàn phải đảm bảo điều kiện giãn cách tối thiểu 2 mét giữa các bàn, tuân thủ quét mã QR cho tất cả khách hàng đến giao dịch, mua bán, ăn uống. Để đảm bảo kiểm soát có hiệu quả hoạt động của các cơ sở dịch vụ, kinh doanh trong điều kiện thích ứng an toàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương phải có trách nhiệm xác định công suất 50% cụ thể của từng cơ sở là bao nhiêu người, yêu cầu cơ sở dịch vụ treo bản cụ thể. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế phải chỉ đạo chính quyền các xã phương, thị trấn ngoài việc xác định cụ thể công suất phục vụ, cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ thuộc địa bàn mình quản lý. Mặt khác, các địa phương, cơ quan, ban ngành cũng nhận được yêu cầu xây dựng phương án phòng, chống dịch và kế hoạch tổ chức các hoạt động phù hợp cho người dân đón Tết an toàn, tươi vui, ấm áp, không để dịch bệnh bùng phát vào thời điểm trước, trong và sau Tết nguyên đáng nhâm dần. Từ nay đến Tết, chính quyền các địa phương cần tăng cường giám sát và tầm soát người về từ ngoại tỉnh. Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch tỉnh Thừa Thiên Huế, đến ngày 19 tháng 1, trên địa bàn có 18.256 ca F0 có mã bệnh. Điều trị khỏi 14.647 ca, bệnh nhân tử vong là 93 ca. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.